Rồi, hello, xin chào tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã ghé trở lại và xem kênh YouTube bên Tuấn Mô Tô. Hôm nay thì bên mình sẽ review cho anh em xem một con xe ly phân 125 nha anh em. Dòng này là nhập dòng này là lắp ráp và sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam mình qua hãng ly phân 125. Con này thì đời 2020 20 20 22 gì đó anh em. Hôm bữa quên để ý ha. Hôm bữa mình có giới thiệu trước video cho anh em xem là con này 2020. Xe còn khá là mới luôn. Đó, xe này thì một chủ sử dụng mua mới anh em. Về ít đi lắm, để nguyên xe, xe còn vỏ trước ring, vỏ sau ring, nhông sinh đĩa ring anh em, chưa có làm gì hết. Đồng hồ công tô mới, đồng hồ tô mái rồi kia là vẫn hoạt động bình thường hết. Đồng hồ mới chạy có 19.000 cây thôi. Nước sơn ring nha, hai bô nhìn rất là đẹp anh em. Đồ đạc rồi ring theo xe, ốc tán là vẫn còn bãi màu rất là mới. Và giá con này thì hiện tại bên mình cũng đang giảm giá cho anh em 1 triệu, còn lại 24 triệu anh em. 24 triệu là bên mình bao ship cho anh em, bao phí vận chuyển luôn cho anh em. Anh em ở xa, anh em vẫn có thể mua được xe bên cửa hàng Tuấn Mô Tô nha. Vẫn được bao ship về tận nơi cho anh em mình luôn. Và anh em mình không chịu một đồng tiền ship nào hết. Bên mình sẽ bao phí vận chuyển, bao ship cho anh em. Con này thì hệ thống một thân đĩa, vỏ trước. Con này đèn trước có đèn LED luôn, cả sáng. Đồng hồ thì có đồng hồ tô mái này, đồng hồ kilômetro. Nói chung là đèn trợ sáng rồi có gắn nhưng mà chắc không gắn dây điện vô anh em. Hai bô nữa, nhìn nổ tiếng máy rất là hay. Con này thì máy móc thì đề rất là nhẹ nổ nha. Má nè, garanti nổ nhuyễn rất là đều ga đó anh em, nghe tiếng má không? Yên rồi, nhìn rất là đẹp anh em. Nói trong con xe này thì anh em mình mua về, anh em mình chỉ việc sử dụng thôi, không cần làm thêm cái gì hết. Càng đèn xi nhan, bình đề, càng đèn đầy đủ hết. Mọi chức năng trên xe là vẫn hoạt động bình thường như mới hết anh em, không có vấn đề gì hết. Anh em mua về anh em chỉ việc đi thôi. Có đồng hồ thì mình xăng luôn, nhìn rất là đẹp anh em để ý ha. Giá gì có giảm cho anh em 1 triệu này, 25 triệu giảm cho anh em còn 24 triệu và bao phí vận chuyển, bao ship cho anh em toàn quốc luôn. Anh em nào mua thì liên lạc cho mình, số điện thoại là 0369 669 659 nha. Hoặc anh em trực tiếp ghé thẳng lại địa chỉ gàng bên mình là ngay đầu hẻm 262 đường Tân Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc làm video cái gì sai sót thì mọi anh em mình góp ý bỏ qua. Và video thì bên mình sẽ giới thiệu sơ sai cho anh em, rồi bên mình sẽ chạy thử test tiếng máy, nói chung quay các kiểu cho anh em xem và mô tả kỹ cho anh em xem. Anh em nào mua thì liên lạc cho mình nha, số điện thoại bên mình có ghi trên góc màn hình luôn. Rồi, anh em xem hết video thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ bên cửa hàng mình để em chạy thử con xe này cho anh em mình xem. Xe này thì anh em nào mới tập chơi nè, anh em mua về anh em sử dụng mấy con này thì khá là tuyệt vời luôn. Biển số thành phố luôn, hai bô nè, nhìn rất là ngầu luôn, mà giá chỉ có 24 triệu thôi anh em. 24 triệu mà anh em sở hữu được con xe như vậy thì quá là tuyệt vời luôn đúng không anh em? Đây, cản chống đổ, cản dựa rồi nè, kính chiếu hậu đồ đầy đủ hết. Xe thì máy ring ha. Máy ring nổ rất là êm. Máy dòng này thì anh em mua về anh em đi rất là ok luôn. Cái dòng này đi xa rất là tốt nha, đi xa rất là tốt không em. Chất lượng máy móc em, bình đề càng đàn đầy đủ hết. Ốc tán bảy màu vẫn như mới anh em. Đây, máy móc nhìn sạch sẽ. 125 thì anh em mình sử dụng đi vô tư rồi nha. Đây này có đồng hồ tô mái nè, đồng hồ kilômetro, đồng hồ bố xăng. Nói chung là đầy đủ bố số rồi, đầy đủ hết cho anh em mình luôn. Rồi để em chạy thử con xe này cho anh em mình xem một vòng nha. Anh em nào cũng thấy ưng ý những mẫu này thì liên lạc cho bên mình. Đó. Rồi ok anh em, để em chạy thử con xe này cho anh em xem một vòng. Anh em nào có ý muốn mua những dòng này thì liên lạc cho bên hàng mình. Anh em xem video thì anh em bấm đăng ký kênh nha. Để theo dõi video sau em sẽ review cho anh em xem một con xe Dalim Data 125. Video sau em sẽ giới thiệu cho anh em. Bên em mới về một con Dalim Data 125. Video sau thì em sẽ giới thiệu cho anh em một con Dalim Data nhập, xe nhập từ Hàn Quốc nha. Xe rất là đẹp luôn. Video sau mình sẽ giới thiệu, ở video này mình sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình xem. Anh em nào thích mẫu này thì liên lạc cho bên mình nha. Mẫu này giá rẻ mà xe chất lượng nữa nè, mà xe đời mới nữa, rất là chất lượng nha. Đây, mấy con này anh em chạy rất là ok, tua máy rồi, bố số đồ hoạt động bình thường hết nên anh em rất là dễ chạy, anh em sử dụng mới tập chơi mô tô anh em sử dụng mấy con này cũng rất là dễ nè, rất là dễ. Anh em mới tập chơi nè, mới tập chơi những dòng mô tô này thì anh em mình sử dụng mấy dòng này anh em đi rất là ok luôn. Chất lượng phụ tùng thì bên mình có thay, có bán phụ tùng cho anh em mình thay thế hết, bố số, bố xăng nè, kilômetro, tua máy rồi đầy đủ hết cho anh em, đầy đủ hết. Anh em mình để ý ha. Đây. Đây, anh em mình nhìn ha. Con xe mình chạy rất là nhẹ, chất lượng. Anh em để ý ha. Anh em ra.
rất là ok luôn. Số nhẹ, cần số nó hai chiều, anh em có thể dập trên dập dưới rất là đều, nên dập kiểu nào anh em dập rất là ok. Máy móc garanti nổ chuẩn nha, chuẩn bình đề thì kèn đèn đầy đủ hết. Con số thành phố một chủ sử dụng mua mới luôn đó, giá chỉ có 24 triệu thôi, 25 triệu bên mình giảm giá cho anh em 1 triệu, còn 24 triệu anh em nào chốt thì nhanh tay liên lạc cho mình liền. Số điện thoại là 0369 669 659 nha. Bên mình bán là có ship xa đi các tỉnh cho anh em mình luôn, ở tỉnh ở xa và anh em không lên được địa chỉ cửa hàng mua thì bên mình vẫn ship tới tận nơi cho anh em mình luôn nha. Rồi ok anh em, để mình sẽ giới thiệu cho anh em xem từng chi tiết của xe. Trước khi hãy thì em sẽ quay sơ một vòng trên bình xăng đồng hồ cho anh em mình xem. Đó, chỗ này thì đồ đạc nó đầy đủ hết cho anh em. Tuy nó rẻ tiền nhưng mà nó trang bị hết cho mình là bố xăng nè, km nè, tua máy nè, bố số nè, đầy đủ hết cho anh em mình luôn. Đó, tuy một con xe rẻ tiền nhưng mà nó rất là chất lượng anh em. Rồi, đầy đủ hết. Như là tua máy nè, hoạt động bình thường hết, km nè. Rồi bố số nè, anh em đi xuống bao nhiêu nó báo cho mình số bấy nhiêu hết. Bố xăng nè. À, anh em nhìn để ý nè. Thấy không? Bố xăng nè, km nè, vẫn lên một đậm bình thường à. Đây là bố số nè, km nè. Anh em nhìn tua máy lên. Đó, anh em có tua máy lên không? Còn km thì anh em chạy nó mới lên nha. À, km thì anh em chạy nó mới lên. Đèn đút rồi đầy đủ hết. Đây, nút tắt máy nè, nút mở đèn nè, nút đề nè, tắt máy nè. À, anh em thấy không? Nút này. Lên là tắt, xuống là tắt, ở giữa là mở nè. Ở giữa là nút này nè. À, anh em thấy không? Là mở nha. Ở giữa này là mở này, lên là tắt này, dậy là tắt này, mũi này, mũi đỏ vay xuống là tắt này, mũi đỏ vay lên là tắt này, nằm chính giữa là mở. Đó, nút D rồi nút xin đường nè, đây đó, đèn xin đường anh em sáng hai bên luôn, hai bên luôn, anh em nhìn nè, sáng hai bên luôn. Rồi tắt nè. Đó, nút này là nút quốc pha, xin nhanh trái nè, xin nhanh phải nè, rồi nút kèn nè. Đó, rất là đầy đủ. Tuy cái xe rẻ tiền nhưng mà nó trang bị cho mình cái hệ thống đầy đủ hết cho anh em, giống mua một con xe mắc tiền vậy đó. Con này thì đồ yên rồi, rất là đẹp anh em, sạch sẽ không có rách ha, rất là mới luôn, chẳng dựa riêng theo xe nhìn rất là bén luôn. Đây vỏ này, vỏ không rụt ha, gai còn khá là sâu. Vỏ này thì anh em mình ở tỉnh anh em cũng sử dụng vô tư được nha. Đó, nhông xin đĩa thì mới ha, nhông xin đĩa mới, mới chạy có mười mấy ngàn cây nhông xin đĩa còn ok hết. Ốc tán là bẩn bảy màu anh em, xanh lè luôn anh em, xanh lè luôn. Đây, ốc tán còn xin đi, ông xin điểm mới kem. Đó, anh em nhìn ha, rất là ok cho anh em mình luôn. Đó, giá chỉ có 24 triệu thôi và bao phí vận chuyển, bao ship cho anh em mình luôn, đầy đủ cần số 2 chiều. Đó, không khác gì một con xe mắc tiền ấy. Anh em cứ mua những con xe như vậy, anh em sử dụng rất là tuyệt vời luôn. Đời 2020 2021, xe rất là chất lượng luôn, ốc tán, bình xăng, kèn đèn, xi nhan đầy đủ hết. Đó, rất là tuyệt vời anh em mình để ý ha, bảng để chân lớn luôn cho anh em, cần số 2 chiều. Đó, anh em mình sử dụng vô tư, có đèn cản chống đổ luôn, đèn trợ sáng luôn. Đó, nè, ốc tán nè, anh em thấy không, đĩa trước này, ốc tán cũng khá là mới luôn, cố gắng còn đẹp ảnh, còn off trước luôn. Đó, đèn LED, chủ xe trang bị cho mình một cái đèn LED phía trước luôn, rất là sáng. Đó, mẫu xe full xe rất là đẹp, mẫu xe của full xe rất là đẹp, bánh mâm nhìn ngục, nhìn cũng rất là cứng này, nhìn rất là bén này. À, anh em mình ha, nhìn rất là bén luôn. Giá con xe này chỉ có 24 triệu thôi là anh em mình có thể sở hữu được một con xe mô tô đời cao, xe chất lượng 2 bô. À, anh em mình để ý ha, chất lượng 2 bô. Đây anh em nhìn ha, chất xe rất là đẹp, rất là đẹp anh em. À, anh em nhìn ha, rất là tuyệt vời luôn. À, đúng không, nhìn nè, hệ thống máy này có giờ đạp luôn, 2 bô. Con này là biển số thành phố nha, một chủ người ta mua mới luôn anh em, nên con xe ít đi á, nên con xe còn khá là đẹp, đầu lòng của nó nhìn rất là chắc chắn anh em để ý. Đầu lòng ra hai cổ bô và hơi luôn, đầu lòng hơi luôn, ra hai cổ bô luôn, riêng biệt anh em nhìn ha. Hai cổ bô nên cái tiếng máy nó nổ cũng hay đó anh em, tuy một máy nhưng mà ra hai cổ bô nhưng mà tiếng máy nó nổ cũng hay đó, đầu lồng hơi luôn anh em, đầu lồng hơi luôn. Đó, anh em mà để ý ha, xài hơi luôn. Đó, bình xăng mới tinh anh em, ốc tán anh em nhìn còn mới chốt luôn.
Bori này, Minh Sương này, nói chung là khá là tuyệt vời. Anh em mình ở tỉnh, anh em mua những con xe như vậy thì anh em sử dụng ok rồi anh em, sử dụng ok rồi, cái chân lớn thắng rồi, rất là chuẩn, nó tuyệt vời. Đó. Yên đồ sạch sẽ, đó, xe này thì mình, anh em mình mua về chỉ việc đi thôi, không cần làm thêm cái gì, đồ đạc vẫn riêng theo xe, mới tinh, đó, nên kiến hậu rồi riêng theo xe hết. Nói chung con xe như vậy là rất là tuyệt vời này. Và video sau thì mình sẽ giới thiệu cho anh em xem một con Dalim Data 125. Mà video sau em sẽ giới thiệu cho anh em. Xe thì đang về cửa hàng rồi. Anh em là muốn mua Dalim Data 125 phiên bản mà nhập từ Hàn Quốc ha. Mẫu lớn thì anh em ghé là địa chỉ cửa hàng bên mình. Cửa hàng bên mình mới vừa về một con. Và chưa có kịp quay video để quay coi video con xe này cho anh em. Vì hôm bữa giờ cũng khá là nhiều anh em biểu mình quay con video con xe này. Nhưng mà hôm bữa giờ bận lắm, không có thời gian nên hôm nay mình quay video này, con xe này lại cho anh em. Anh em nào có nhớ ý muốn mua thì liên lạc cho mình. Số điện thoại là 0369 669 659 nha. Hoặc anh em trực tiếp ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên mình để xem xe trực tiếp tại cửa hàng. Là ngay đầu hẻm 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và số điện thoại bên mình là cái Zalo luôn nha. Đó, bên mình sẽ gửi hình ảnh thông tin xe qua Zalo cho anh em xem. Và đặc biệt bên mình có bán phụ tùng xe đầy đủ cho anh em mình luôn. Anh em mình có thể thay thế phụ tùng, bên mình có bán đầy đủ hết tất cả các loại phụ tùng xe mô tô nha. Đó. Anh em nào cần thì liên lạc cho bên cửa hàng mình. Mình mua bán uy tín anh em, xe chất lượng, xe không độ không chế nha. Những dòng xe chất lượng không độ không chế là bên mình rất là thích mua. Đó. Anh em nào có những dòng xe mô tô mà không sử dụng nữa cần bán thì liên lạc cho bên cửa hàng mình nha. Đó, liên lạc cho em số điện thoại là 0369 669 659. Em sẽ đến tận nhà anh em để mua luôn. Số điện thoại bên mình là cái Zalo nha anh em. Bên mình không có chặn tin nhắn gì lạ nha. Anh em cứ kết bạn tin nhắn và anh em gửi kết bạn Zalo và gửi tin nhắn cho em nha. Vì bên mình là không có chặn tin nhắn gì lạ nên thành ra anh em cứ kết bạn và gửi tin nhắn cho em. Không phải cần đợi đồng ý nha, không phải cần đợi đồng ý đâu. Đó, anh em ra cần mua phụ tùng xe thì anh em cứ chụp phụ tùng của anh em, chụp xe của anh em gửi qua cho anh em. Rồi anh em cần mua cái gì thì bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em và bán đúng phụ tùng cho anh em mình luôn, yên tâm. Đây, con xe này thì Li Phân 125 này thì xe này là sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam mình nên con xe này thì có cái giá cũng rất là hợp lý, nhưng mà nó được cái là nó trang bị cho mình đầy đủ hết nha anh em. Đầy đủ hết như đồng hồ tua máy nè, kilômét nè, bố số nè, bố xăng nè, rồi cản chống đổ nè, cản dựa nè, nói chung là hai bô nữa, nó trang bị cho mình một cái già con ngó luôn cho anh em mình luôn. Rồi nói chung là con xe này tuy giá rẻ nhưng mà có cái là nó được trang bị cho mình rất là đẹp, đầy đủ hết. Anh em mình mua về thì anh em chỉ việc sử dụng thôi. Đó, rất là đẹp nha. Mẫu này đời cao 2020, một chủ sử dụng mua mới mà ít sử dụng nữa nên xe còn khá là mới luôn. Đó, anh em nào mua thì liên hệ cho mình. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem video nha. Và anh em xem video thì anh em bấm đăng ký kênh ha, để mình theo dõi cập nhật những video sau bên cửa hàng Đúng Mô Tô đăng lên. Còn anh em nào đăng ký rồi thì anh em ủng hộ mình một like và một lượt chia sẻ video nha. Đó, còn anh em thắc mắc gì thì anh em cứ để lại bình luận ở dưới video cho em. Em sẽ tiếp thu bình luận của anh em và cho mỗi ngày video nó càng được hoàn hảo hơn, hoàn chỉnh hơn anh em. Đó, vì cũng có nhiều cái anh em thắc mắc, anh em chưa ấy được. Nhưng mà anh em cứ để lại bình luận ở dưới đi. Em sẽ trả lời tin nhắn bình luận cho anh em. Đó, anh em mình để ý nha. Và cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em mình video sau nha.